Kính chào quý vị khán giả Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Hôm nay có chương trình đặc biệt và chúng tôi có mời chị Thanh Lan cũng như là Thanh Nhã, nhạc sĩ Thanh Nhã đến đây để giới thiệu về cái show nhạc mà Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi là cái tạp chí sẽ đứng ra tổ chức cái chương trình này. Còn tôi thì là người thực hiện chương trình này. Về cái chương trình này thì xin chào Thanh Lan, xin chào Thanh Nhã. Dạ, xin chào anh Kỳ Phát, xin chào Thanh Nhã và xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ạ. Dạ vâng, Thanh Nhã cũng chào anh Kỳ Phát, xin chào cô Thanh Lan và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Ngày hôm nay thì thật là may mắn bởi vì là Thanh Nhã ngồi cạnh lên bên cạnh một cô ca sĩ mà không những là mẹ Thanh Nhã yêu thích nè, ba mẹ yêu thích và chị cũng rất là mê luôn. Bởi vì hồi nãy trước khi lên show thì Thanh Nhã có nói cậu Thanh Lan ơi, giúp giùm Thanh Nhã là sẽ có một cái tấm hình thật đẹp và nhờ cô xin cái chữ ký đó để gửi về Việt Nam cho chị. Bởi vì mỗi lần đi show chụp hình chung với cô Thanh Lan mà về không có xin chữ ký là bị chị lè ngàn hết mấy ngày luôn. Cho nên Thanh Nhã rất là hân hạnh để mà lên show cùng với cô và hân hạnh hơn nữa là nhìn thấy cái poster này có vẻ là thấy một cái màu vàng rạo rực của hoa mai nè, rồi hoa đào nở nè, rồi những cái chùm pháo bông, cô thấy không? Chương trình Mừng Xuân Quý Mão. Còn đâu còn bao lâu nữa đó anh Kỳ Phát ha, là mình đến Xuân Quý Mão rồi. Thì trong cái chương trình này thì em thấy là có anh Công Thành Linh nè, rồi có cô Caro Kim nè, anh Thanh Long Bass nè, một người anh cũng rất là dễ thương trong chương trình. Còn rất là nhiều những ca nhạc sĩ khác nữa là chút xíu chúng ta sẽ bật mí. Bây giờ thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nói sơ về cái chương trình. Nhưng mà mình nhắc đến quý vị đi để quý vị xem cái ngày ha. Thứ nhất là 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023 nha quý vị. Ngay mùng 1 Tết luôn. Và theo Thanh Nhã được biết, trong chương trình này có cái điều đặc biệt là chúng ta đến mình có cái bốc thăm trúng thưởng và có những cái quà trong chương trình với anh Kỳ Phát. Đúng rồi. Dạ. Cho Thanh Lan hỏi cái là mình trúng thưởng cái gì vậy? Trúng thưởng cái gì mình bật mí luôn không Kỳ Phát? Có nói đâu hay là giữ bí mật? Bí mật sẽ được bật mí trong giây lát. Cái vấn đề trúng thưởng đó phải không? Dạ vâng. Trúng thưởng thì cái hãng xăm đó, 3-6 năm đó họ sẽ tặng một cái bình rượu nhân xăm hoang dã của Đại Hà, trị giá là 2.000 đồng. Và ngoài ra những cái cơ sở thương mại khác cũng có những cái phần thưởng rất là đặc biệt cho cái cuộc show số hôm đó. Thì cái chương trình cũng xin nói lại cái chương trình Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi và cái chương trình nhạc trẻ của thập niên 60-70. Thì khi mà tôi được nhận được cái lệnh của chủ nhiệm của tờ báo này yêu cầu tôi đứng ra tổ chức cái chương trình này. Chương trình này để là thứ nhất là để giới thiệu cái tờ báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi lần đầu tiên, và hai nữa là muốn làm một cái chương trình nhạc trẻ của City 70, là cái cuộc họp mặt của anh em nghệ sĩ đã có một thời gian gắn bó với phong trào nhạc trẻ trước. Mà tôi đã từng tổ chức nhiều lần, nhiều show trước đây thì rất được nhiều ủng hộ, cho nên nhân cơ hội này tôi muốn tổ chức một cái chương trình giống như vậy để cho anh em nhạc trẻ mình có một cái thời gian, nhất là Tết, mùa xuân gặp nhau để hàn huyên tâm sự và để chúc Tết cho nhau. Thì cái chương trình này thì chúng tôi có mời nhân vật đây ngồi kế bên là chị Thanh Lan, Minh Xuân, Công Thành Linh, Caron Kim, anh Thanh Long Bass, chị Thanh Mai, có anh Đắc Lân và chị Ngọc Hiếu nữa. Và một số những ca sĩ sẽ góp mặt trong chương trình này. Thì ban nhạc là ban nhạc Quốc Thắng. Đó thì đó cái chương trình rất là đặc biệt. Đó thì mời quý vị đến tham dự cái chương trình này để tìm lại những kỷ niệm vui của cái thời thập niên 60-70. Dạ, và quý vị cũng có thể liên lạc đặt vé qua Bosa Ticket, số phone là 7144182499. 7144182499, hoặc là quý vị cũng có thể đến ngay Bích Thu Vân 7148974519, 7148974519, hoặc là quý vị nào mà hồi nãy giờ lắng nghe MC coi như là chủ nhiệm nè, rồi người host ngày hôm nay là anh Kỳ Phát, thì quý vị cũng có thể lấy vé trực tiếp từ anh Kỳ Phát qua số phone là 7142222129.
714-222-2129. Một lần nữa chúng ta hãy xem cái ngày Chủ nhật 22 tháng 1 năm 2023 nha quý vị, vào lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, địa chỉ 9802 Catella Avenue, Anaheim, California 92804. Nhà hàng Golden Sea thì chúng ta cũng biết là một cái nơi tổ chức những cái bữa tiệc cưới nè, những chương trình show ca nhạc rất là lớn và những cái món ăn ngon nè. Rồi chúng ta có những cái món drink để mình thưởng thức chương trình ca nhạc, rồi mình uống chút xíu, rồi mình ra mình nhảy đầm cho nó tiêu đi những cái phần thức ăn, rồi hòa quyện vào không khí xuân với những cái ca khúc mà Thanh Nhã tin chắc rằng với cái dòng nhạc 60-70 sẽ phần nào đem lại cho quý vị những cái gợi nhớ kỷ niệm xưa rất là thương thương và đáng quý. Rồi, cô Thanh Lan ơi, Thanh Nhã có cái câu hỏi này nè. Cô Thanh Lan thấy lần đầu tiên mà có một cái đơn vị tổ chức nguyên một cái chương trình ca nhạc thật là đặc sắc như vậy. Từ Vietnamese Magazine, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Cô có cái cảm nghĩ gì trong lòng không? Cô thấy nó khác những cái show khác như thế nào? Dạ, trả lời câu hỏi của Thanh Nhã. Dạ vâng. Cái tên dễ thương quá, nghe rất Thanh Nhã ghê. Thanh Lan mới dạ. Thanh Nhã. Thanh Lan hôm nay mới nhìn thấy cái poster thì màu sắc rất là rộn ràng, rất là mùa xuân. Mà cái tên của tạp chí lại là Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Do vậy khi mà anh Kỳ Phát có gọi điện thoại để nói với Thanh Lan về cái show này và nói về cái tên tạp chí, thì dĩ nhiên là thưa quý vị, chắc là quý vị cũng giống Thanh Lan thôi, mình nhớ tới bài hát Tình Ca của Phạm Duy. Cho nên Thanh Lan có nói với anh Kỳ Phát là chắc đêm đó Thanh Lan phải hát bài đó quá. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới xa đời người ơi. Wow. Dạ. Cô Thanh Lan hát chúc mừng rợn như gà luôn. Tại vì đã đàn cho ông nhiều chị ca sĩ hát bài này rồi nhưng mà không có hát bài trên một cái talk show như vậy. Không thì mình nhắc tới bài hát thì mình cũng hát một câu cho quý vị vui thôi. Tại vì thưa quý vị mà nhìn thấy cái tờ flyer này là quý vị sẽ muốn đi xem thôi à. Tại vì nhìn thấy cả một mùa xuân đó, nhìn mặt ai cũng tươi này, rồi màu sắc chọn rất là hài hòa. Không biết là ai làm cái flyer này mà đẹp vậy anh Kỳ Phát? Lê Xuân Trường. À, Lê Xuân Trường đó. Ồ, dễ thương quá. Sắp xếp hình ảnh nhìn trông rất là đẹp nè. Đó, mà chọn màu sắc rất là mùa xuân. Thấy là... Và năm nay thì Tết rất là gần. Mới Tết Tây xong là tới Tết ta liền. Thì hồi nãy Thanh Lan mặc chiếc áo dài này vào, mọi người hỏi làm gì đi đâu mà điệu thế. Nhưng mà Thanh Lan cứ nghĩ rằng mình đang nói chuyện về Tết mà quý vị. Dạ. Dạ. Nhìn có Thanh Lan thấy mùa xuân liền. Hy vọng rằng chúng ta sẽ lấy những thông tin để mà mình có thể đến ngay những cái cửa hàng đặc biệt. Một là Busa Ticket nha quý vị, hoặc là Big Thu Vân nè, hoặc là liên lạc trực tiếp anh Kỳ Phát qua số phone là 714-222-2129 để chúng ta xem những chiếc vé này. Quý vị nào lấy vé sớm thì chúng ta có được những cái bàn ngay cái vị trí mà phía trước hoặc là ngay gần sân khấu luôn, để mình có thể là theo dõi những nghệ sĩ trên sân khấu hát gần gũi hơn ha quý vị. Một lần nữa số phone 714-222-2129. Trong chương trình thì Thanh Nhã thấy ngoài cô Thanh Lan mình còn có ca sĩ Minh Xuân nè, anh Công Thành và Linh nè, cô Caro Kim, anh Thanh Long Bass, rồi Thanh Mai, Thế Vũ, MC Thu Hằng cũng như là Tường CCR. Thanh Nhã biết chắc là dòng nhạc này là đi vào một thời rồi ha. Và đặc biệt có là anh Đắc Lân. Dạ vâng. Anh Đắc Lân và anh và cô ca sĩ Ngọc Hiếu cũng có. Và đặc biệt nhất á là có Thanh Nhã. Thì Thanh Nhã là cái người chơi keyboard. Sẽ góp phần chung với ban nhạc của anh Quốc Thắng. Là tăng cường theo. Thanh Nhã có nhiều tài là vừa làm MC, vừa chơi nhạc, rồi là làm đủ chuyện hết. Bây giờ bà rất là có tài năng. Nói chút khí cho vui cho con Thanh Lan, mấy anh cho Thanh Nhã chọn làm MC hay đánh đàn. Thanh Nhã nói thôi cho em làm MC đi. Với mục đích là mình lên mình nói chuyện xong mình xuống, mình đi vòng vòng mình chào mọi người, mình chơi vui. Cái bạn nói không, mình bông không được di động, mình bông phải ngồi trên sân khấu để người ta chiêm ngưỡng. Cho nên anh mấy anh lật đật gọi anh Quốc Thắng, nói bây giờ gửi bài cho Thanh Nhã, giúp Thanh Nhã đi vào cái band này chơi chung với nhau. Thì nói chung cái gì mà dính về nghệ thuật là mình là nghệ sĩ, tuy nhiên nó có trong máu của Thanh Lan ha. Ví dụ như hồi trước làm MC, hồi Việt Nam em đâu có làm MC. Việt Nam em đánh đàn thôi, rồi có làm diễn viên. Xong rồi qua Mỹ tự nhiên mấy đài truyền hình cũng cần TV host, xong mình tập làm MC. Bây giờ tự nhiên cái nhiều người nói trời ơi thấy cổ ngồi đàn, cổ im ắng quá, không có nói, ngầu hay là ngầu. Mấy anh nhiều khi đứng trước mặt em cứ vậy nè, để chồng em cười em không cười. Mà lên TV tự nhiên cái em ngồi em nói quá trời luôn. Nhưng mà thật sự ra là tùy theo cái nội dung chương trình.
Ví dụ như trong chương trình này nãy giờ thì Thanh Nhã chia sẻ với quý vị, nhìn lên cái poster thôi là mình thấy wow, không khí xuân nè, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng để mình có điều kiện mình trong ban nhạc, mình học hỏi nè, mình lắng nghe nè. Và mình biết chắc rằng quý vị khán thính giả vì yêu mến chương trình này thì quý vị cũng sẽ yêu mến nghệ thuật ha, và cũng như là yêu mến ủng hộ tòa soạn báo Tôi Yêu Tiếng Nước Thôi. Tuy là mình mới ra mắt quý vị khán thính giả nhưng mà chắc chắn rằng Thanh Nhã coi cái bìa báo trang trí hài hòa rất là đẹp, và những cái nội dung trong chương trình, từng cái bài một được mấy anh trong tòa soạn coi như là nghiên cứu và đưa ra tỉ mỉ và hợp với nhau bàn. Bởi vì Thanh Nhã cũng là một trong những cái thành viên trong cái tòa soạn báo này, cho nên Thanh Nhã trân trọng và thấy được cái sự chuẩn bị như vậy. Thì Thanh Nhã biết chắc rằng chương trình ca nhạc Mừng Xuân Quý Mão ngày 22 tây tháng 1 sẽ có một cái sự chuẩn bị chu đáo, và mọi anh em hợp lại với nhau cũng như anh chị em nghệ sĩ cùng với ban nhạc sẽ gửi đến cho quý vị một chương trình đặc sắc, và rất mong được nhận sự ủng hộ của quý vị. Có thể là quý vị ở xuyên bang mùa xuân qua ăn chợ đêm ở Phước Lộc Thọ, rồi đi mua áo dài, đi nghe pháo bông. Bởi vì là em nói thiệt, Tết ở đây là em nôn vô cùng luôn. Nội nghe tiếng pháo, nội thấy có nhiều người nước ngoài mặc áo dài, đúng không anh Phát? Đến Phước Lộc Thọ rồi đi chợ Tết, đi chợ Việt Nam, đi nhà hàng Việt Nam, tự nhiên cái mình thấy trong lòng mình rạo rực liền ha. Bây giờ để coi không biết hai anh em, ba anh em mình cùng chia sẻ những cái để coi coi sổ số, sổ số Lý Hên đầu năm. Hồi nãy anh Kỳ Phát đã chia sẻ rồi, giải đặc biệt quý vị ơi. Một lần nữa, một bình rượu nhân sâm hoang dã của Đại Hàn trị giá là 2.000 đô la ha, do VIP sponsor. Ngoài ra là Thanh Nhã biết là PJ Jewelry cũng đã có ngỏ ý là sẽ ủng hộ cho chương trình và có những cái phần quà để mà làm cái giải thưởng cho mình và những cái đơn vị tài trợ khác nữa. Nhưng mà mình bật mí một chút xíu từ từ, tại vì mình nói liền cho quý vị không còn cái sự ngạc nhiên nữa, cho nên quý vị nhớ là mình lấy vé sớm để mà mình có cái chỗ ngồi tốt nhất, và bên cạnh đó là mình có những cái tickets để mình tham gia chương trình sổ số bốc thăm trúng thưởng nha quý vị. Ngày 22 tây tháng 1 năm 2023, 5 giờ chiều tại nhà hàng Golden Sea, vừa thưởng thức những món ăn ngon nè, vừa có những cái thức uống rất là dễ dịu dàng dễ thương nè ha, rồi mình lại có chương trình bốc thăm trúng thưởng, giá vé cũng rất là phải chăng quý vị. Nếu như mà quý vị nào lấy nguyên một bàn thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ có được những cái chỗ ngồi rất là tốt. Bàn tiệc thì gồm có 8 món ăn. Wow, có lobster nữa. Cô Thanh Lan có thích ăn lobster không? Đừng hỏi chuyện ăn với cô Thanh Lan, tại vì cô Thanh Lan lúc nào cũng đang diet. Lâu lâu chút xíu nha. Chờ mùa xuân này nó tươi mát một chút xíu rồi xong mình diet bếp. Dạ không luôn, say no luôn. Say no luôn. Wow. Mình cần hỏi gì Thanh Thanh Lan không? Thanh Lan là khi này Thanh Lan đi show rất là nhiều. Mình ngồi mình im luôn. Đi show rất nhiều, bây giờ Thanh Lan kể sắp tới thì có những cái show nào đặc biệt hay là nói tóm lại là Thanh Lan với anh Kỳ Phát thì thân quá rồi, biết nhau quá rồi, không nói làm chi. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên lên chương trình để giới thiệu cái show của cái này là Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Dạ. Ai mà nghe cái câu Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi là tự nhiên có cảm tình liền, phải không quý vị? Mà cái ngày 22 tháng 1 năm 2023 lại đúng là ngày mùng 1 Tết, cho nên cái ngày đó chắc chắn là quý vị không quên đâu, mùng 1 Tết. Thì nhớ đến với tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong một cái chương trình dĩ nhiên là những cái bài hát sôi nổi vui vẻ. Ngày đó mình kỹ nha, không hát bài buồn đâu á, hát bài vui không á. Dạ, dạ. Dạ, cô Thanh Lan ơi, cô đi diễn chắc là mùa Tết và những cái mùa lễ là nghệ sĩ mình bận rộn nhất. Cô có kỷ niệm nào mà nhắc đến cái mùa Tết là cô nhớ liền không? Trong cái lúc cô đi diễn những năm qua đó, những khi mà Tết đến thì mình không có nhớ tới chuyện hát hò, tại vì hát hò thì nó hàng ngày mình quen rồi. Hàng ngày xưa ở Việt Nam mình hát hàng đêm mà. Nhưng mà mỗi khi mà nhớ tới Tết thì nhớ tới hình ảnh mà ba của Thanh Lan leo cầu thang lên cái cây mai á để tỉa lá để cho nó ra hoa nhiều hơn. Mà ở nhà có hai cây mai hai bên cửa, mà mỗi một cái đóa mai lại có tới 9 cánh lận. Nó rất là hiếm. Mà thì cứ nhớ mãi cái hình ảnh ba mình leo lên cây mai mỗi lần Tết đến. Dạ, tại vì bây giờ thì bố mẹ không còn nữa đó, nên là thì cái niềm nhung nhớ và yêu thương nó lại càng tăng hơn là khi còn. Dạ. Dạ. Chính vì vậy cho nên là Thanh Nhã luôn cố gắng để làm vui lòng ba mẹ mình. Bởi vì khi mà ba mẹ mình không còn nữa thì lúc đó là có muốn cũng không được, có muốn cũng không được, mình phải cố gắng. Nhiều khi mẹ khó một chút xíu
cái mình thấy cũng hơi ngại nhưng mà không sao, cứ vui vẻ cười chọc giận dạ. Cái mẹ cười hề hề thôi. Thanh Nhã thì nhớ mãi cái hình ảnh mà hồi xưa nhà Thanh Nhã ở Thủ Đức quý vị, nguyên một cái con đường mà từ cầu Bình Triệu á không trải dài đến chợ Thủ Đức là hai bên đường nè, người ta đổ dưa hấu xong rồi nhà đưa cái sân cho người ta luôn để mà đổ dưa hấu bán đầy, bán nguyên một đêm tới sáng mà bật đèn rồi bán mai rồi bán gì nữa anh Kỳ Phát ha, tự nhiên giờ nói với em quên. Có mít không? Mất. Dạ có mất luôn, có mất luôn. Đã. Có pháo không? Pháo hình như Việt Nam lâu rồi không có pháo. Thích lắm luôn. Ông mà sợ pháo lắm, em sợ pháo lắm luôn. Vui ha, thức tới đêm luôn rồi có mấy người đem đâu. Nhưng mà nãy giờ đang thắc mắc cái này dạ. Cho cô hỏi nha. Dạ vâng. Thì gọi cô Thanh Lan là cô đúng rồi. Nhưng tại sao lại gọi ông Kỳ Phát bằng anh? Dạ hồi nãy giờ đang định giải thích luôn. Ta nghe nó trẻ quá mình trẻ. Anh Kỳ Phát. Anh Kỳ Phát là lớn hơn cô dạ Thanh vâng, Lan dạ vâng. Mà Thanh Lan để ý rồi. Nhiều khi mình đi quay quý vị đừng cười Thanh Lan nha, Thanh Lan hay nói thật. Đi quay video cùng với các ca sĩ khác dạ. Thì các cô ca sĩ trẻ đều kêu tất cả các anh ca sĩ kia dù là lớn hơn Thanh Lan bằng anh. Nhưng mà cứ gặp Thanh Lan kêu bằng cô. Có lẽ là mình đem đến một cái sự nể trọng nào đó nên không dám kêu bằng chị dạ. Cái bằng dạ. Cô là đúng ạ, nhưng dạ bên này vâng. Nếu mới cô thì bên này phải chú. Dạ, dạ vâng, hình như nó là cái quy luật cái này này hay sao á cô với ầm ơi. Thì các dạ. Các em bây giờ các em trẻ ghê lắm, toàn kêu các anh bằng anh ơi. Tại vì dạ. Kêu mấy anh ấy thì nhờ cái gì nó nhờ mới dễ. Còn các cô kêu này mình... khó nhờ hay sao? Các cô thì cũng dễ thương vậy. Dạ không, mấy cô là coi như là mình thí dụ mình nhờ thì mình đâu nhờ cô. Mình phải nhờ nam giới, mình nhờ nam giới mình ngọt ngào mình ăn chút xíu thì ai cũng te chạy đi làm. Nói bây giờ vậy nói vậy dạ. Bây giờ Thanh Lan hiểu tại sao các ông cứ thích phở hơn cơm rồi. À. Nói cho vui thôi chứ thật ra trong nghề đấy quý vị, từ hồi ở Việt Nam rồi Thanh Nhã thấy là cứ hãy vô nghề mấy anh là cứ xưng chú không có chịu đâu thôi. À. Giống như là muốn mình không trẻ. Cái đó là mấy anh nhạc sĩ. Dạ không nhạc sĩ hay là mấy anh đạo diễn cứ anh thay vì chú vậy đó, riết mình quen miệng dạ. Với lại nhiều khi ví dụ như anh Thanh Long Bass Thanh Nhã chơi chung thì cũng gọi là anh, rồi anh Thông Ba Thanh Long Bass anh Kỳ Phát cũng anh Thanh Tùng anh Quốc Bảo mấy anh chơi chung ban nhạc thì mình quen gọi là anh. Không lẽ người này anh người kia chú thì mình nghe nó cũng ngại ngại thôi, mình cứ anh hết luôn đi. Nhưng mà đối với cô Thanh Lan thì tại vì cô Thanh Lan chắc là cũng hơn mẹ Nhã hoặc cỡ bằng mẹ Nhã cho nên là Nhã xin phép gọi cô cho nó có cái sự kính trọng. Chứ hồi nãy định gọi không. Anh Kỳ Phát với chị Thanh Lan rồi. Không, nếu mà dạ. Không kêu chị cũng không chịu. Đúng rồi, thưa dạ. Quý vị, Thanh Lan trong năm vừa qua có một cái sự thay đổi lớn. Là tại vì từ nhỏ tới lớn mình là ai? Mình là Thanh Lan, ca sĩ. Dạ vâng. Nên là mình cứ trẻ trung với lại nhất là hát nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc thì nó quen rồi. Nhưng mà từ khi mình ra mắt cái cuốn hồi ký đó, thì trong cuốn hồi ký đó nói tới cái gì? Nói tới gia đình ông bà ngoại, ông bà nội, bố mẹ mình và con mình. Thì tự nhiên mình thấy mình chững chạc lên, mình chững chạc hẳn lên. Và từ khi mà ra cuốn hồi ký thì Thanh Lan rất thích được tất cả các cháu nhỏ kêu bằng cô. Và khi mà ra trước sân khấu tự nhiên mình cũng chững chạc hơn. Không có nhí nhảnh nữa dạ, bây giờ hết nhí nhảnh rồi quý vị dạ. Như dạ. Đặc biệt cái cuốn hồi ký của Thanh Lan đó là phải nói là kỷ lục, bán kỷ lục dạ. Tức là cái nhà phát hành, cái nhà mà sản xuất là in băng đó, là có gặp cái anh bạn đó quen Sơn đó, anh nói chờ hơn là à, anh Sơn anh, là nhà in. Anh nhà in. Anh nói là chị Thanh Lan in quá trời, in đó là liên tục in thì bán quá trời. Là mỗi lần mà Thanh Lan, thưa quý vị, Thanh Lan đến mà để mà dặn Sơn là in thêm bao nhiêu đó thì Sơn nói chị Thanh Lan, mấy ông nhà văn nổi tiếng ấy, mấy ông nói tại sao mấy ông nổi tiếng mà mấy ông bán sách ít hơn Thanh Lan. Dạ vâng, thì cũng nhân dịp đây Thanh Lan cũng xin gửi đến tất cả quý vị khán thính giả lời biết ơn trân trọng nhất. Đã yêu thương và đi sát với cuộc sống của Thanh Lan từ nhỏ tới lớn. Trong quyển sách hay là đi bất cứ đâu Thanh Lan đều nói rằng Thanh Lan có cái cuộc sống hiện tại và được đôi khi đến được những cái nơi mà khó ai có thể vào được là cũng nhờ tình thương của quý vị đã trao cho Thanh Lan hơn nửa thế kỷ nay đấy ạ. Dạ. Dạ vâng, thật sự là đối với một người nghệ sĩ thì không có gì quý hơn là sự ủng hộ, chia sẻ và thương mến từ quý vị khán thính giả. Cho nên là hy vọng rằng quý vị khán thính giả lúc nào cũng sẽ được nhiều sức khỏe, bình an nè. Và luôn ủng hộ không những là cô Thanh Lan nè, rồi ủng hộ những chương trình mà trước khi phát làm, xin lỗi anh. Nói
nói xong bị liệu luôn. Quang Kiều nói, Kiều nói xong chắc hết bị trong ban nhạc, bị đăng ra ban nhạc luôn hả anh Kỳ Phát? Vâng, thưa quý vị, đầu năm thì mình chọc nhau cho nó vui thôi. Chứ còn thì các em, các cháu kêu bằng gì cũng được hết trơn. Tại vì cái chính là cái tình cảm trong lòng mình. Dạ vâng. Chứ cái xưng hô thì người Việt Nam mình rắc rối chứ, như người Anh, người Pháp thì cứ du khỏe ghê, khỏe ghê, ai cũng kêu bằng du. Nhưng mà không, lại thích cái tiếng Việt của mình đó. Nghe cô, chú hay anh em hay bà thì xã ông xã cái nó gần gũi, nó thân tình hơn. Dạ vâng, còn du em mi thì nghe nó hơi thẳng một chút xíu. Cho nên một lần nữa bây giờ mình trở lại với chương trình ca nhạc Bừng Xuân Quý Mão nha quý vị. Quý vị nhớ save vào cái calendar của mình, từ bây giờ gọi bạn bè ha, để ủng hộ chương trình Mừng Xuân Quý Mão vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 22 tháng 1 năm 2023. Ngay mùng 1 Tết luôn, chúng ta vừa đến để mà gặp nhau ngay mùng 1 nè. Chúc ca nhau những cái câu Tết, những cái câu chúc Tết về sức khỏe. Rồi chúc an khang thịnh vượng, một năm mới thật là nhiều niềm vui. Ngày đầu năm gặp nhau rất là vui luôn á, phải không? Không phải lúc nào mình cũng có dịp để mà mình gặp nhau. Để chồng ông Kỳ Phát các. Dạ vâng. Có lì xì mọi người không vậy? Có. Theo này hay quá. Theo tập tục của người Việt Nam, ai lớn hơn thì phải lì xì những người nhỏ hơn. Chết rồi, chắc bữa nay mình cũng phải chuẩn bị đồ, có cái túi một lô bao lì xì đỏ ha. Dạ vâng, ôi câu này hay quá, phải nốt lại. Quý vị nhớ đem bao lì xì nha. Chết anh Kỳ Phát rồi. Anh Kỳ Phát không nói nên lời. Không sao. Hôm đó là cái show đó thì Thanh Lan tính, nếu mà khách muốn mua sách thì Thanh Lan có mang sách đây. Tới để bán, để sau này có cái chuyện tức cười lắm, đi show nào cũng có người chạy tới hỏi Thanh Lan có đem sách không, cho nên là bây giờ mình cũng phải lo trước đi đâu cũng đem theo chừng chục cuốn thôi, không đem nhiều. Chứ nhiều quá sao Thanh Lan sách nổi nặng lắm. Đây không sách nổi chưa. Thí dụ hồi xưa mình đem CD thì nó nhẹ, bây giờ đem sách nặng lắm. Nhưng mà vì thương quý vị, lần nào quý vị cũng hỏi nên Thanh Lan cũng cố gắng đem theo một tí thôi. Nếu mà cô đem theo, cô ký tên là chắc quý vị khán giả ký tên mà còn ghi cả tên cả khán giả vào nữa. Hay quá. Chứ còn mình ký không thì đã đành rồi, cuốn nào Thanh Lan cũng có ký trước hết. Cô ơi, kỳ này là cô hát riêng hay là cô có song ca với ai không, hay là bật mí những cái bài cô sẽ hát? Song ca thì phải bàn sau. Bàn sao? Bí mật để cô hát. Bí mật cho nó hay. Quý vị biết là ngoài cô Thanh Lan thì là cô Carol Kim Thanh Nhã được đàn cho cô hát trong một số chương trình. Thanh Nhã cũng thích lắm, cái không khí rất là sôi động. Anh Kỳ Phát ha. Còn anh Thanh Long đánh B thì không còn gì để nói rồi. Dễ giờ ông hát còn thay người trước nữa. Vừa chơi hai anh nhạc, vừa chơi B sao? Thì chơi nhạc là nghề chính rồi, nhưng mà ông hát hay hơn hồi xưa nữa đó. Tại vì cô Thanh Lan có xem ông hát hồi từ hồi bên Việt Nam nữa. Những ca sĩ của mình quy tụ lại với nhau trong ngày mùng 1 Tết thì thật là vui. Chương trình ngay 5 giờ chiều, em thấy cái giờ này cũng hợp lý đó. Mà có sớm quá không vậy? Không, ăn trước. Ăn trước. Chương trình bắt đầu thì khoảng 7 giờ 30. Đúng rồi. Mình ăn xong rồi mới bắt đầu chương trình. Như vậy là quá hay. Đúng rồi, giờ đó là cũng thích hợp cho dinner ha. Rồi mình có 8 món. Có chương trình bốc thăm trúng thưởng cho quý vị nhớ. Một lần nữa Thanh Nhã nhắc lại để thông tin để mà mình có thể mình lấy vé nha. Quý vị liên lạc đặt vé ngay tại Bosa Tickets, điện thoại là 714-418-2499 hoặc là Bích Thu Vân 714-897-4519. Và dễ dàng nhanh nhất thì quý vị có thể đến ngay tòa soạn báo, quý vị gặp anh Kỳ Phát trước cũng được. Mình cho cái địa chỉ luôn nha. Địa chỉ báo. Dạ vâng. Số điện thoại anh Kỳ Phát là 714-222-2129. Số địa chỉ của tòa soạn báo của mình 9191. Dạ vâng, 9191 Bosa Avenue. Suite 227-228. Ngay đối diện trên lầu Phước Lộc Thọ luôn quý vị vừa quẹo qua vô khu chợ Á Đông thì nhìn bên tay trái trên lầu ha, là mình thấy nguyên một cái chữ thật là to, tôi yêu. To thiệt là to màu đỏ luôn anh Phát. Hồi nãy Thanh Lan đến, Thanh Lan có nhìn lên lầu là thấy ngay. Rất là dễ tìm. Rất là dễ tìm. Và ngay khu trung tâm của Lido Sài Gòn nữa quý vị. Và chương trình cũng diễn ra ngay tại nhà hàng Golden Sea, ngay đường Cathay là với Procus.
cũng rất là gần so với trung tâm, cho nên là tiện lợi với quý vị vô cùng. Và em nghĩ là tổ chức sớm như vậy thì cũng tốt, bởi vì là có nhiều cô chú lớn tuổi, nhiều khi nhiều trễ quá thì cô chú cũng ngại. Cho nên cái giờ này mình ăn dinner xong, rồi mình thưởng thức chương trình ca nhạc, rồi mình có dancing, mình có ban nhạc, chắc chắn là quý vị sẽ ra sàn nhảy rồi mình du dương với những cái thể điệu rumba, cha 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 để cho nó tiêu bớt. Quý vị nhớ ghi lại cái thông tin, hoặc quý vị có thể giữ một số phone của anh Kỳ Phát là nhanh nhất 714-222-2129. Mình đến sớm thì mình có được những cái bàn ngay giữa sân khấu. Hiện tại thì Thanh Nhã cũng biết rằng cái vé cũng được rất là nhiều quý vị ủng hộ rồi, cho nên là quý vị nhớ nhanh tay lên ha. Dạ bây giờ thì trước khi chia tay với chương trình, không biết là cô Thanh Lan có muốn chia sẻ gì đến quý vị khán thính giả không ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, đây là cái show đầu tiên của năm con mèo. Miêu miêu. Nên là chúng mình tới với nhau trong ngày mùng 1 Tết quý vị nhá. Thanh Lan rất là trông chờ quý vị đến. Và hôm đó mà quý vị có yêu cầu bài hát nào thì quý vị cũng có thể gọi điện thoại anh Kỳ Phát. Cái gì? 222-2129 à? Đúng rồi, số rất là dễ nhớ, mới nghe Thanh Nhã nói một lần nhớ liền, thấy không? Đó, thì quý vị nên báo trước, tại vì những cái bài hát Thanh Lan phải báo lại với ban nhạc để ban nhạc nhiều khi tập dượt với nhau sau đó. Chứ còn cứ tới giờ chót quý vị cứ đứng ở dưới quý vị hô lên, nhiều khi Thanh Lan cũng không dám hát đâu, là tại vì giữa ca sĩ với ban nhạc cũng phải dặn dò nhau. Nếu mà quý vị để ý kỹ thì tất cả những cái bài hát mà Thanh Lan hát trên sân khấu nó không giống như ngày xưa mình thâu băng, mà luôn luôn có một cái câu để nó cao trào, để nó kết cái bài trên sân khấu để cho mình còn làm dáng cho đẹp chứ ạ. Thế nên quý vị nhớ đến nhá, mùng 1 Tết 22/1/2013 lúc 5 giờ nhá. Quý vị đến trễ rồi, quý vị nói anh Kỳ Phát, anh nói nên tới đúng giờ, nếu không thì không còn cái gì để mà bỏ bụng nữa. Sau đó là mình nhảy thôi, hát thôi. Dạ vâng, thưa quý vị. Dạ vâng. Một lần nữa thì cảm ơn rất nhiều cô Thanh Lan đã đến với chương trình, dành thời gian của mình đến chia sẻ cùng quý vị đến với chương trình của tòa soạn báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi tổ chức mừng xuân Quý Mão ngày 22/1/2023 nha quý vị, tại nhà hàng Golden Sea. Một lần nữa, số điện thoại anh Kỳ Phát để quý vị đặt vé là 714-222-2129. Bây giờ thì Thanh Nhã cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của quý vị. Xin mời anh Kỳ Phát gửi lời chào với quý vị. Xin chào quý vị. Hai người đã nói hết rồi, đã nói như thế nào thì bây giờ xin chào quý vị khán thính giả, và mong quý vị đến đông đủ, cái show rất là vui trong đầu năm. Dạ xin vâng. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng mình đến gặp nhau và chúc mừng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm con mèo ạ. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Talk Show lần sau.